wake up and you wanna break up, that's cool. No, I won't blame you. It was fun, girl. Don't say no, 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 no. Just say yeah, 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 yeah. And we'll go, 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 go. If you're ready, like I'm ready. Cause it's a beautiful night.
thương nơi đô thành, em là gái hiền lương. Thương là thương em rồi, mong đôi mình nên nghĩa trầu cao. Thương mối tình đậm sâu, đôi ta đường bền lâu. Cho tròn câu hẹn ước, anh và em sẽ kết duyên mặn nồng. Dây là dây tơ hồng, duyên vợ chồng chỉ có đôi ta. Em là cô gái hiền, theo anh về làm dâu miền quê. Duyên khắc chặn tình nhau, thương muôn vàng đời sau. Ông trời cao đưa lối, cho tình ta nên đôi vợ chồng. Cho dù bao tố phong ba, dòng tố đau thương. Dù có chia xa, dù có phong ba, ta vẫn không ngại ngùng. Mong một ngày cây lúa cây trổ bông, đôi ta cùng chung một dòng sông. Đồng lúa mênh mông, duyên đời chờ trông. Hạnh phúc nơi đây, duyên nợ miền Tây. Nơi đô thành em là gái hiền lương. Thương là thương em rồi, mong đôi mình nên nghĩa trầu cao. Thương mối tình đậm sâu, đôi ta đường bền lâu. Cho tròn câu hẹn ước, anh và em sẽ kết duyên mặn nồng. Dây tơ hồng, duyên vợ chồng chỉ có đôi ta. Em là cô gái hiền, theo anh về làm dâu miền quê. Duyên khắc chặn tình nhau, thương muôn vàng đời sau. Ông trời cao đưa lối, cho tình ta nên đôi vợ chồng. Cho dù bao tố phong ba, dòng tố đau thương. Dù có chia xa, dù có phong ba, ta vẫn không ngại ngùng. Mong một ngày cây lúa cây trổ bông, đôi ta cùng chung một dòng sông. Đồng lúa mênh mông, duyên đời chờ trông. Hạnh phúc nơi đây, duyên nợ miền Tây. Cho dù bao tố phong bao tố phong ba, cho dù nẻo đời còn xa, anh sẽ đưa em đi hết quãng đường dòng tố đau thương. Dù có chia xa, dù có phong ba, ta vẫn không ngại ngùng. Mong một ngày cây lúa cây trổ bông, đôi ta cùng chung một dòng sông. Đồng lúa mênh mông, duyên đời chờ trông. Hạnh phúc nơi đây, duyên nợ miền Tây. Hạnh phúc nơi đây, duyên nợ miền Tây. Hạnh phúc nơi đây, duyên nợ miền Tây. Nothing beneath it. Forgive me for staring. Forgive me for breathing. We might not know why. We might not know how. But baby, tonight we're beautiful now. We're beautiful now. Beautiful.
I just wanna know you better know, you better know, you better know.
better now. I just wanna know you, oh you, know you. All I know is beside a love. Your eyes look like coming home. All I know is a simple name. Everything has changed. All I know is you held the door. You'll be mine and I'll be yours. All I know since yesterday, yeah, everything has changed. All I know is beside a love. So dust off your highest hopes. All I know is pouring rain, yeah, and everything has changed. All I know is a newfound grace. All my days I'll know your face. All I know since yesterday, yeah, is everything has changed. Theo cái sự mà giữa hai thông gia đấy, bạn bảo là cái ngày hai đấy là ngày 21 tháng 3 năm Mậu Tuất là ngày để mà làm lễ thành hôn cho hai cháu, cho nên chúng tôi mình trai đến đây đấy để cho thành hôn. Thôi tôi xin đại diện bên họ nhà gái nhận lại cho bên họ nhà trai qua. Chim ru tai tìm hư ảo, không tìm nào say đắm hơn anh đâu. Chờ một ngày pháo hồng rêu vui, là đường về vắng bóng đơn côi. Vừa khi đôi tim yêu được giải thoát, bước gồng riêng là mình tính chuyện trăm năm. Kính thưa cô bác, bên gái cũng như hội chàng trai chúng tôi, theo sự hợp đồng giữa hai thông gia đó thì chọn cái ngày 21 tháng 8 năm Mậu Tuất là cái ngày làm lễ thành hôn với hai cháu. Cái ngày hôm nay đó đúng theo ước hẹn thì bên trai chúng tôi có đem số lễ vật để trước là cũng gia tiên, sau đó con cháu làm lễ cúng ông bà, lỗi hai cái cổ đứng hơi ấy phải không? Dạ. Cho nên thì phần lễ vật đó gồm có 6 quả, trong đó nó có bánh đà lũ và kế nó có một cái quả y phục của cô dâu để cho họ giải biết, cho họ giải biết. Kính thưa hậu đồng cũng đọc, kính thưa đơn vị bên nhà trai, hôm nay là cái ngày 21 tháng 8 năm Mậu Tuất là cũng được ngày tốt. Với nhà trai đến đây cũng qua tình qua cái lễ. Cũng xin thay là đại diện cho bên họ nhà gái nhận lại và nhận lễ. Trước nhất là có một khay trầu rượu, trong đó công thiếp bao nhiêu miếng đầu tiên xin phép cho dở nha. Đầu tiên là sáu miếng đầu tiên. Vậy là mấy cũng phụ viện nó không để đây. Và một số quả là có 6 quả
trong đó chắc có lẽ là cũng cầu cao, cũng cà bánh trái cây và một bả y phục cho cháu dâu. Là trong phần này là còn cái phần nữ trang không biết có không, tôi cũng không biết. À, và cái phần tiền đồng bao nhiêu là xin ông cũng trình ra cho bên biết. Hôm nay con nhỏ nhà trai đến và cũng trình qua cái lễ. À, cái này hồi nãy không có tận giờ ở này đâu, cái kiền và tấm lắc gì nữa không? Xé giấy rồi. Và một số tiền đồng. Dạ đây tôi xin bác lại. Đó, đó được rồi. Dạ. Tấm lắc, hai tấm lắc. Hai tấm lắc. Dạ, cái kiền đâu? Dạ, cái kiền. Dạ, nói có tiền đồng, có nhiêu? Tiền nhiêu đây? Dạ, mở ra coi. Không khỏi mở, nhiêu nói đi. Nói là nhiêu? Hai. Hả? Hai chục. Hai chục. Mày nãy không nói trước, tao để vậy. Này, hả, tôi cũng xin lập lại nè. Hai chục tiền Việt Nam đồng, tức là của ngân hàng nhà nước Việt Nam Bình Thành. Việt Nam đồng rồi nè. Để phụ nhanh rõ rồi chứ. Dạ. Chứ không phải đô hả? Dạ, dạ. Chứ ngay rồi nói tiền không biết tiền gì nữa. Rồi em thấy mẹo. Còn gì nữa không? Dạ, hỏi đó. Hỏi đã. Hỏi rồi. Thôi giờ tôi cũng xin thay lời đại diện bên đây. Nhận lời và nhận lễ. Cho phép cháu dâu ra nhận quà chúng ta để tiếp theo có lời nói được. Chớ lo chi, trái tim anh luôn một lòng, không bao giờ lại đôi trắng thay đen. Anh hứa với em sẽ yêu em trọn đời, trọn một đời mình bên nhau mãi không rời. Ôi bao lời đầu môi vẫn luôn thường gian dối, có ai mà tin hết những câu hẹn câu hò. Anh xin thề cùng non lừa em ơi, hai chúng ta sống cho nay còn nghèo, em chẳng sợ điều gian khổ gieo neo. Anh ước mong sao chúng ta luôn thuận hòa, dù đời nghèo mà tình yêu may mắn. Mong sao
mà tình yêu mãi mặn mà. Thương anh biết lo tương lai.
hai cháu nè. Nè nè, nghe đây nè, chàng đang mình đứng. Hai cháu quay vô trong chắp tay ngang ngực và tất cả cô bác giờ này giờ đại đại cho hai bên cô bác cũng bước về bàn thờ để tưởng nhớ đến tổ tiên ông bà. Quay vô trong thiên hậu thổ chư vị trong thần kính lại của quyền thất tổ nậu ngoại tiên linh, hãy cảm ứng chứng minh cho hai bên kết nghĩa cho trọn tình phu phụ. Ta tam can gì giữ gái thì giữ tứ đức tam tùng, nguyện ông cơ bầu quyết lão xe duyên chỉ thấm cho hai cháu nó thuận vợ thuận chồng, sanh con hiếu thảo đầu lòng nối nghĩa công ngon phu phụ thường tồn, dạng họ dạng an tế tan dạng phước dạng dạng phước cảnh cáo nam mô với Phật 646 đi con. Rồi giờ ông không biết đây. Dạ kính thưa cộng đồng con gái con trai, nãy giờ thì hai cháu đã làm lễ cúng gia tiên xong rồi, bây giờ đến phần là tôi chỉ là để trước cô dâu về để đến rồi. Và trước khi đó, trước cô dâu thì tôi kính mời cộng tộc con gái ông bà cô bác anh chị em đến đưa cháu dâu về cộng tộc để biết nhà cửa. Treo tút trên cao ánh sao chừng muôn ngọn nến lập lòe đom đóm hoa đăng rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về quê hương ta sống, em theo anh đi về tình quê hương mặn nồng, đồng xanh như gái chưa con lúa nhung xôn xao chào đón bầy chim nghệ sĩ khoe khoang thấy em đua nhau hòa đàn. Em thấy không em thấy không em thấy không em, quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Gió mắt trăng thanh ôi gió mắt trăng thanh, dù tình ta như sóng dù con thuyền tình. Em thấy không em thấy không em thấy không em, quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Nước mắt hoa thơm ôi nước mắt hoa thơm, được tình ta đi tới giữa mưa tuyệt vời. Che mắt đôi ta có con chim sâu chỉ lối, vườn cau thơm ngát hương hoa hỡi em theo anh vào nhà. Quê hương ta đó, em theo anh đi về quê hương.
che che mắt đôi ta có con chim sâu chỉ lối vườn cao thơm ngát hương hoa hỡi em theo anh vào nhà đường che che mắt đôi ta có con chim sâu chỉ lối vườn cao thơm ngát hương hoa hỡi lợn quay.
nỗi đầy mong, câu đầy buồn, đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới. Trông thật hay, trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm hay. Bình thường, cậu đồng quý tộc dọn cái cơm để nó đủ gì. Bây giờ trai, hôm nay cậu cũng được đại diện hai lời cho bên họ nhà gái. Cho nên cậu cũng để ra cái lời kích tình. Hôm nay là ngày làm khách tốt, hai họ đã đưa và bước nhau. Giờ tới đây thật là có thể và cũng đúng lúc trở thành lễ phải được. Vậy trước tiên, tôi diễn ra trong dung dụng này để trình quan có bánh giao hôn. Bên nhỏ nhà gái có đến một quả bánh giao hôn mới đưa cái dâu về đây. Vậy trước tiên, trước nước của quyền các tổ, hậu quả chứng minh, hãy cảm ứng chứng minh cho hai bên kết nghĩa của tổ tình thân bộ để giải quyết bánh giao hôn này để thân lên. Đi theo lời bên ông anh bên gái tắt máy làm vậy, tắt máy đi. Đây nghe giờ để đèn đi chiếu rồi. Trước là gia em rồi đó. Tôi làm lễ đăng hôn cho con Thành cháu là Nguyễn Anh Văn nghe con. Dạ. Chánh viên cùng Nguyễn Ngọc Trúc Hương. Vậy trước đây tôi xin kính trình cái gia tiên về đây chứng chiếu và hồ hộ cho hai cháu tôi đó được trăm năm hạnh phúc, và sau này sanh con đẻ cháu được chu toàn để nối dõi công đường hai họ. Thank you.
Dạo này cũng tâm mấy ạ? Rồi. Hả? Ở ngày chắc cũng tâm mấy ạ? Dạ. Xong đằng này về đưa ổng đi luôn à. Giờ trước khi là cháu nó làm để hết ông bà xong cũng như cô bác hội gọi xong rồi thì tôi đó đại diện cho cha nó em của tôi em mua dân đẩy rồi đó nghĩa là chúc mừng cô bác đó được sống lâu trong tuổi và làm ăn cái gì thì cũng đấy vậy thôi. Bây giờ trở lại với hai cháu cha mẹ đẻ móc móc túi mà rung rồi. Còn ta tiếc thì cắt luôn ra. Móc tiền mà móc không ra. Tiếc thì cắt luôn đi. Nó mà rung dữ vậy. Cho nên tao cứ tạm thời lấy bên thơ khác. Không sao ha. Má để rồi biếu quà cho ông hai giáo bao giờ nhưng mà trước khi thì có khi đủ tao làm đủ tao đủ nãy giờ đồng bộ là bệnh ho trước khi thì để chăm đưa nó chứ sao không để gai á trước khi mà uống rượu với con á thì bác có ít câu thơ đấy bắt mừng cho hai cháu rất chín đôi nên duyên chồng vợ là đẹp lắm rồi hai họ đôi bên á đưa được nước để mừng con mẹ cha mẹ đôi bên á thỏa mãn rồi cho nên ngày hôm nay đó cha mẹ đôi bên hạnh phúc tổ tông và hai họ đó chung vui uống hai họ chung vui cùng uống rượu để chúc mừng hai cha được nói bây giờ đã có hai chúc cho con sau này xin con đẻ cháu được yên cầu để nhân cầu tâm nguyện hai mừng hai cháu chăm sóc hai người chưa còn nói con trâu thì được chồng dặn thì nhớ mất lời con sâu mất cửa một đời không khê nhớ cái câu mà bác thầy chú ở cậu gì cũng là đúng nam nhà cháu con sâu chồng dặn thì nhớ mất lời con sâu mất cửa một đời không khê có gì đó à nói vậy tôi không lại chưa nói tổ cách mạng đây nè thầy giáo đây nè giáo gì thầy giáo cậu út cậu út bên mẹ cậu út bên mẹ để tôi thông báo nhờ đến cái lễ công cô bây giờ ai có công á đến đây mà mừng cho cháu thì á cho cháu nhiều hiểu được giới thiệu mày tao không ai nha rồi nhìn đi em giới thiệu biết ai qua giới thiệu nhiều quá cậu uống nhiều em ta nó có đâu quá biết hả rồi có món nào trống hết rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lứa thiệt vừa đôi ngày.
Thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư, ông cười rất tươi. Hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông Tư giờ chính thức được làm xuôi. Chúc mừng cô dâu mới, vô trong phần cơm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Vô, vô, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba kính thưa đồng đức tập, kính thưa ông chủ nhiệm bên nhà ta, bệnh hôm nay cái lễ tân hôn của hai cháu cũng đã xong. Tôi xin được đại diện hai lời cho bên hội nhà gái sang chung chỗ này để ra cái lễ kính tình không quý quyến ở bên hòn đàn trai và được dồi dào sức khỏe hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Một lần nữa tôi cũng rất cảm ơn bên họ nhà trai tiếp đón bên họ nhà gái rất là chu đáo và một bữa ăn tỉnh chọn mà không có nhậu, không biết nói gì hơn vì tôi đi nói tôi ốm mà ha, không có nhậu. Hát nhậu đóng tay lên hát nhậu tôi cần quá chơi anh. Việc cộng mà đâu có sợ chết đâu. Rồi một lần nữa Phan cũng nói chưa hết hai thứ này nãy giờ chạy luôn rồi. Một lần nữa tôi chân thành cảm hai lời bên họ nhà trai hai gái mà cảm ơn anh họ nhà trai tiếp đãi chúng con rất là chu đáo và một món ăn rất thịnh soạn. Tôi muốn nói gì không mà rồi nữa, xin phép sau cùng xin phép ra cái lễ kiến rồi xin ông chấp nhận bốn tỷ rồi hết ban đầu cũng nào rồi rồi. Ông này gái chết ông nói là mốt với ông đại diện như thế này. Bởi vì hôm nay đó không muốn lấy cái vụ mà thở thảm luôn á. Thôi để nó không nổi để không xấu cái đâu. Đáp lại em bây giờ cảm tưởng của anh á, cảm nghĩ anh thì tôi rất cảm ơn. Nhưng mà có cái này coi như công việc đám tiệc cũng có một chút đỉnh gì cho chút không có gì hết. Mấy anh cũng tâm tình đại mà vậy đó không muốn với tôi nói thêm cái này bởi vì còn cái lễ cuối cùng nữa là cái lễ phản bán.
đây cũng gọi là lễ phản bá vậy hả? Dạ, bây giờ nói cái chủ mà có làm thể nhiều á, đôi em thẳng rồi nói luôn đi. Để là nói cái chú ơi. Để phản bá luôn. Phản bá, thì chú nghe đó. Tôi giờ mình tình thật thì nói thiệt thôi. Bởi vì mình khá ra vui. Không, không có làm gì. Không chế này, xin chế ra là. Không chế, không chế. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình ra. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên.